Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lo loạn sứ quân, Trung ương giành quyền chỉ đạo. Nhiều tháng chống dịch Covid-19 vừa qua, đặc biệt là từ ngày 27 tháng 4 khi đợt dịch thứ tư bùng phát dữ dội tại Việt Nam và đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra cái chết cho hàng chục nghìn người dân trong nước. Ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc, khắp nơi đều nhiễm bệnh, cho thấy những vấn đề về chính sách và thực thi chính sách ở cấp trung ương cũng như địa phương đang hết sức bất cập và bối rối. Chính quyền địa phương cấp tỉnh đã mất kiểm soát. Trung ương buộc phải nắm quyền điều hành là những gì đang diễn ra và cần phải điều chỉnh hướng đến một chiến lược thích nghi bền vững hơn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã vượt tầm kiểm soát của chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh, lan rộng dữ dội sang Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh xung quanh, đặc biệt là các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực tập trung các khu công nghiệp và sản xuất nông nghiệp rất lớn. Đây là hình ảnh cảnh giao thông chen chúc ở Hà Nội về việc áp dụng các giấy phép đi đường tại thủ đô này. Ông Nguyễn Xuân Diện cho biết, chỉ trong 40 ngày, Hà Nội có 4 lần thay đổi quy trình, trung bình tuổi thọ của giấy không quá 10 ngày. Theo số liệu báo cáo chính thức từ cơ quan y tế, chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây, hơn 13.000 người đã thiệt mạng vì đại dịch này, đa số ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Số ca nhiễm mới của cả nước chỉ trong 4 tháng vừa qua là hơn nửa triệu người, chủ yếu ở các trung tâm dịch. Tuy nhiên, con số này thực tế còn cao hơn rất nhiều vì không phải ai cũng đi xét nghiệm. Mấy tuần gần đây, số ca nhiễm trung bình hàng ngày ở mức trên 10.000 người và tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực rất nhiều, nghĩa là rất nhiều người chết trong đó. Giới chuyên môn nhận định rằng hiện thời chưa đến đỉnh dịch, tình hình dịch COVID-19 dữ dội như trên không thể chỉ đổ lỗi cho biến chủng Delta nguy hiểm, dễ lây lan, thời gian ủ bệnh ngắn, không triệu chứng rõ rệt, trở nặng rất nhanh, bất ngờ, mà còn do cách phòng và chống dịch của con người. Cả nước đã trải qua hơn một năm thử thách của 3 đợt dịch tính từ đầu năm 2020. Chính sách và triển khai thực hiện được đánh giá là hiệu quả với chi phí thấp thời gian đó. Các chỉ thị 15, 16 và 19 đã được ban hành theo hướng nới lỏng dần tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm và các nội dung chính như về tập trung đông người, về khoảng cách an toàn tối thiểu đối với người dân và về các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan như cửa hàng buôn bán, nhà hàng, vũ trường, quán karaoke, v.v. Trong đó, biểu tượng 5K dễ nhớ, dễ áp dụng cho mọi người đã đi vào thực tế. Kinh nghiệm phòng chống dịch ở các địa phương miền Bắc thuộc Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh, miền Trung là gồm có Đà Nẵng, Quảng Nam, đã được cho là thành công với các tiếp cận, phát hiện, truy vết và cách ly tập trung với các ca F0 và người tiếp xúc gần có nguy cơ F1. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ phát hiện ra những F0 và hiệu quả khi số ca lây nhiễm đang còn thấp. Đây là hình ảnh một người dân đang len lỏi ở lớp rào chắn dày đặc ở ngõ Phất Lộc, Hà Nội. Một đoạn video đã được phát trên TV cho thấy lượng dịch bùng phát tại Chí Linh, Hải Dương đúng vào dịp Đại hội Đảng lần thứ 13 đầu năm 2021, nhưng các lãnh đạo đại biểu vẫn ung dung dự họp xong mới trở về địa phương để chỉ đạo. Như vậy, họ lo cho chiếc ghế của mình hơn rất nhiều tính mạng người dân. Bệnh chủ quan và việc áp dụng theo quán tính của các bài học kinh nghiệm trên mà không lường hết được sự phức tạp về nhân khẩu, xã học và xã hội học ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước với khoảng 10 triệu dân thường trú và số lao động học tập có thể là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch bệnh ngày nay ngày một căng thẳng. Tính từ thời điểm giãn cách xã hội 0 giờ vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho đến nay đang là nỗi ám ảnh rất lớn với người dân cả nước, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Số ca nhiễm bệnh và tử vong không thuyên giảm, sự quá tải về y tế, rối loạn về nguồn cung và an sinh, đình trệ sản xuất, nỗi khổ của các bức xúc xã hội và người dân đang thử thách sức chịu đựng của người dân và chính quyền trước mắt và lo lắng về tương lai. Ngày một trở nên nặng nề và khó khăn hơn với người dân. Họ không có gì để sinh kế. Chính quyền Trung ương đã giành quyền chỉ đạo các hoạt động chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đã tạo sức ép với các lãnh đạo địa phương ở đây. Một loạt độc thái đã được ban thành tức thì như Quốc hội nhanh chóng trao quyền lớn hơn cho chính phủ. Sự thay đổi nhân sự có quan hệ như việc điều động ông Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh ra Trung ương và chỉ định trưởng ban phòng chống dịch Trung ương
là Thủ tướng Chính phủ. Các tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được thiết lập và chuyên môn y tế cứu trợ, kể cả về ngoại giao vaccine khắp nơi. Nhiều tổ y tế lưu động đã được thành lập, tăng cường xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên phân bổ và thúc đẩy tiêm vaccine, điều động nguồn lực và nhân lực y tế cả nước hỗ trợ vùng dịch và điều động quân đội tham gia chống dịch. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã từng vô cùng bức xúc và nói rằng địa phương không đẩy lùi được dịch bệnh thì phải kiểm điểm. Đây là hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu thế của chế độ tập quyền trong tình huống cấp bách được phát huy và hệ thống chính trị được kích hoạt theo các nguyên tắc thời chiến, tức là huy động mọi nguồn lực và nhân lực để chống dịch, tạo sức ép tối đa lên chính quyền địa phương từ cấp đến các cơ sở, quy định thời hạn chót phải gỡ bỏ phong tỏa, v.v. và tổ chức phối hợp liên kết và hướng dẫn các bộ phận tác nghiệp và các nhân viên thực thi theo yêu cầu của công việc và theo pháp luật. Nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cố gắng kiểm soát và định hướng hoạt động chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình thực bệnh là đang ngày một bùng phát nhiều hơn. Đây là phép thử lớn nhất đối với năng lực của các cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự yếu kém bộc lộ cả trên và dưới và cả tả và hữu. Một số lãnh đạo địa phương thừa quyết liệt để thực thi những biện pháp giãn cách trong nghiêm ngặt. Ai ở đâu ở yên đó, bằng cách ban hành quy định riêng các loại giấy phép con để ra đường, thậm chí chốt chặt bằng dây thép gai và rất nhiều vật dụng khác. Trong khi đó còn có những cán bộ cơ sở phường xã thiếu trách nhiệm, vô cảm, không có kế hoạch phương án phòng chống dịch, mặc dù đây là những địa bàn nóng bùng phát dịch. Truyền thông đã phản ánh điều trên khi đưa tin về các chuyến thị sát đột xuất của người đứng đầu chính phủ là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng cần coi chính quyền cơ sở cấp phường xã là pháo đài phòng chống dịch và kỳ vọng tạo cú hích cho các biện pháp hành chính mạnh. Đây là nguyên tắc quản lý tập trung, theo đó cấp chính quyền cơ sở là nơi thực hiện mọi chính sách từ trung ương đưa xuống. Tuy nhiên, đối với loại chính sách phòng chống dịch COVID thì cấp phường xã không chỉ để quản lý hay phục vụ đúng đối tượng cần thiết chữa trị, cứu trợ, mà hơn thế cần nắm bắt và phản ánh những gì mà người dân không hài lòng và tìm mọi cách để khắc phục nó. Đây là hình ảnh test COVID trong doanh nghiệp ở Bình Dương. Các phân tích đã được chỉ ra chính sách cứng rắn nhằm tiêu diệt hoàn toàn COVID-19 đã không còn phù hợp và có thể nói rằng thất bại hoàn toàn. Bởi vậy, cần cách tiếp cận thích nghi hơn, vừa chống dịch vừa đáp ứng nhu cầu sống tự nhiên của con người, đặc biệt trong các điều kiện đại dịch có thể còn kéo dài, không chỉ làm cạn kiệt nguồn lực, quá tải y tế mà còn làm tổn hại sức khỏe, tinh thần của con người và người dân cả nước. Chiến lược thích nghi lâu dài cho phép vượt qua được ám ảnh bởi những con số và các ca nhiễm bệnh và tử vong hàng ngày và tránh được những biện pháp hành chính cực đoan. Mục đích cuối cùng của đối tượng thực sự của chính sách phòng chống dịch là nhu cầu sống bình thường của người dân, chứ không chỉ là vấn đề dịch tễ nữa. Đã có những phản hồi trước tình hình phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài rằng sức chịu đựng của người dân và xã hội là có hạn và cần thiết phải điều chỉnh chính sách. Ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh không thể áp dụng chỉ thị 16 mãi được. Ông Thủ tướng Chính phủ hôm 29 tháng 8 đã phải nói trong một cuộc họp về phòng chống dịch rằng Việt Nam xác định phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối. Thực ra, một số điều chỉnh đã và đang diễn ra như thực hiện việc cách ly F0 là ca nhiễm bệnh nhẹ và F1 là người có nguy cơ cao ở nhà, quy định các vùng đỏ, cam và xanh, cảnh báo theo mức độ nguy cơ có thể áp dụng các biện pháp giãn cách phù hợp và cho phép người giao hàng công nghệ ship được hoạt động, v.v. Đó là tín hiệu bước đầu để hình thành chiến lược thích nghi phòng chống dịch lâu dài trên diện rộng, trong đó đồng thời với việc chiến lược vaccine tích cực, các kịch bản để tiến tới sống chung với dịch COVID-19 cần được cụ thể hóa theo đặc thù địa phương và cấp độ rủi ro lây nhiễm. Đây là hình ảnh kinh hoàng khi mà trên 70% doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã phải đóng cửa, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, khiến cho nền kinh tế cả nước gần như dừng lại và đóng băng. Trong điều kiện bình thường, đa số người dân chỉ lo toan về đời sống, thu nhập của chính họ, mà không cần biết rằng chính quyền của họ vận hành ra sao. Tuy nhiên, sức chịu đựng của họ đã tới hạn, bởi đại dịch đã kéo dài và họ quan tâm đặc biệt đến tác động bởi các hoạt động phòng chống dịch của chính quyền. Suy xét vì sao quyết định của chính quyền lại như vậy
và họ chịu ảnh hưởng như thế nào. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đang kiệt dần, cạn tiền và rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản. Đại họa này còn đáng sợ hơn và đang sầm sập kéo tới. Báo chí Việt Nam hôm 8 tháng 9 đưa số liệu thống kê như sau. Trong hơn 21.000 doanh nghiệp được khảo sát, có gần 70% đã đóng cửa do chuỗi cung ứng đứt gãy. Số này đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và hơn 21% doanh nghiệp buộc phải đóng cửa do không đáp ứng các yêu cầu phòng dịch. Dòng tiền được ví là máu của doanh nghiệp, nhưng kết quả khảo sát cho thấy phần lớn đang thiếu máu. 40% đơn vị tạm dừng kinh doanh chỉ đủ tiền duy trì hoạt động dưới một tháng. Tỷ lệ này cao gần gấp 2,5 lần so với các doanh nghiệp đang cố duy trì hoạt động. Hộ kinh doanh là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, với 45% cho biết có dòng tiền duy trì dưới một tháng. Tỷ lệ này ở các công ty cổ phần là 39,5% và doanh nghiệp nhà nước là 30%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 23,5%. Tháng 9 là tháng thời điểm có tính chất quyết định để cứu nguy cho số doanh nghiệp này. Chưa biết chính phủ sẽ xử lý ra sao khi mọi chuyện đang còn trước mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021 với bản tin Lo loạn sứ quân, Trung ương buộc phải giành quyền chỉ đạo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.